Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Niêm thứ nhất. Tập 297. Giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Nguyên Kiều. Biên tập Dương Cư Sĩ. Thời gian ngày 7 tháng 4 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh văn. Phần văn Trường Hàng Dạ Xoa Dương bắt đầu từ câu thứ 3. Nghiêm trì khí trượng Dạ Xoa Dương, đắc năng tư ích nhất thiết, thậm luy ác chúng sanh. Giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong đoạn này trong phần chú giải nói rõ cho chúng ta ác nghiệp chướng trọng, danh thậm luy ác, hữu luy vô thiện lực, dị nhất xiển đề, ác tức tệ ác, bán phương đẳng kinh giả, minh thị diệu lý, thị dị tư ích. Chú giải tuy không nhiều, ý nghĩa tinh túy đều đã chỉ rõ. Vị này là nghiêm trì khí trượng Dạ Xoa Dương, cũng là thuộc quần tộc của Bát Phương Thiên Dương. Bát Phương Thiên Dương đều hộ trì tất cả chúng sanh. Thiên về bảo vệ môi trường, như ngày nay chúng ta thường nói, chú trọng về phương diện này. Hiện nay người thế gian đã ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Đấy là do sau khi công thương nghiệp phát triển, tất cả địa cầu đều bị sự phá hoại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, làm cho sinh thái mất đi sự cân bằng. Do đó xảy ra rất nhiều tai họa thiên nhiên. Hiện nay mọi người đều hiểu rõ tình trạng sự thật này, bắt đầu nghiên cứu thảo luận làm sao để làm tốt công việc bảo vệ môi trường. Nhưng có thể làm tốt có hiệu quả không? Chúng ta biết rằng điều này rất khó khăn. Khó ở chỗ nào? Ngày nay những gì chúng ta hiểu chỉ là hiện tượng bên ngoài, không biết nguyên nhân chính nằm ở chỗ nào. Gọi là trị ngọn không trị gốc là vậy. Kết quả nhận được đương nhiên sẽ có giới hạn. Trong kinh điển Phật dạy chúng ta cứu từ cái căn bản của nó. Căn bản là gì? Căn bản là lòng người. Nhà Phật nói y báo theo chánh báo chuyển. Ý báo là gì? Môi trường tự nhiên. Môi trường tốt xấu
là tùy nơi tâm người mà chuyển. Lòng người thiện thì hoàn cảnh thiện, lòng người không thiện thì hoàn cảnh không thiện. Điều này là một đạo lý lớn, rất đáng tiếc người thời nay không hay biết. Người thời nay cũng không chịu học tập, tất cả đều nói đem khoa học ra chứng minh. Nếu nói chứng cứ khoa học, chứng cứ khoa học này rất thâm sâu, các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa đạt đến. Chúng ta thử nghĩ xem, hơn 200 năm về trước, thời ấy Nikolai Copernic nói rằng trái đất hình tròn, người ta không tin, còn xử tử ông. Thời ấy ông không đưa ra được chứng cứ khoa học, bây giờ đưa chứng cứ ra, chẳng phải ông chết quan rồi sao? Ở đây chứng cứ càng sâu hơn một bậc nữa. Các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa cách nào chứng minh được. Tôi tin các nhà khoa học nếu chứng minh ra rồi, e rằng trái đất này của chúng ta đã bị hủy diệt mất rồi. Y báo thực sự là theo chánh báo chuyển. Ở Trung Hoa, ngạn ngữ có câu: phong thủy luân lưu chuyển. Phong thủy chính là môi trường tự nhiên chúng ta đang ở. Có cách nói là người phúc ở đất phúc, đất phúc người phúc ở. Điều này giống như Phật Pháp nói: quý vị có phước báo, quý vị ở bất cứ nơi nào, nơi ấy chính là đất phúc. Trong Kinh Hoa Nghiêm đặc biệt chỉ ra cho chúng ta thấy 53 lần tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử, hướng của Ngài đi đều là hướng Nam. Chúng tôi xem đến đoạn kinh văn này khi mới bắt đầu học Phật, không lẽ tất cả các thiện tri thức đều ở phương Nam ư? Phương Đông, phương Bắc, phương Tây chẳng lẽ không có sao? Thì ra đều có cả. Chỉ cần là nơi thiện tri thức ở đều gọi là phương Nam. Cho nên chữ Nam này không phải là Đông Nam Tây Bắc. Nam là thí dụ cho cái gì? Nam là tượng trưng cho ánh sáng. Ngày xưa Trung Hoa và Ấn Độ đều ưa chuộng ngũ hành. Ngũ hành là kim, mộc, thủy, quả, thổ. Người Ấn Độ cũng nói như thế. Phương Nam là quả, phương Đông là mộc, phương Nam là quả, phương Tây là kim, phương Bắc là thủy, ở giữa là thổ. Cho nên phương Nam là quả, quả tượng trưng cho ánh sáng. Nơi nào thiện tri thức ở, nơi ấy chính là ánh sáng. Ý nghĩa là như vậy. Chúng ta mới hiểu được Nam này không phải là phương hướng, là đại diện cho trí tuệ, có ánh sáng tồn tại. Đây chính là đạo lý đất phúc người phúc ở. Cho nên nói đến việc bảo vệ môi trường, quan trọng nhất là làm thế nào bảo vệ tâm của chúng ta. Không những chỉ Phật Bồ Tát, mà tất cả những hiền triết trong ngoài nước từ xưa đến nay, người thật sự có trí tuệ, có đức hạnh, đều dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Việc dạy học của người Trung Hoa xưa khả năng kỹ thuật chỉ là phần phụ. Vấn đề quan trọng nhất là đức hạnh. Phương pháp dạy học của Khổng Tử có 4 mục, quý vị đều biết cả. Thứ nhất là đức hạnh, thứ hai là ngôn ngữ, thứ ba mới là huấn luyện năng lực làm việc. Văn học nghệ thuật đặt sau cùng,
nó có thứ lớp. Đức Phật dạy học cũng như thế. Phật Thích Ca Mâu Ni và Khổng Tử chưa từng gặp mặt, không thông qua tin tức liên lạc. Cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách dạy của họ lại hoàn toàn giống nhau. Đây là điều mà người Trung Hoa xưa thường nói, cái thấy của bậc anh hùng đa phần giống nhau, đều là trí tuệ chân thật. Cho nên phong cách của họ hầu như không gì khác nhau, đều lấy đức hạnh đặt hàng đầu. Chúng ta nếu không từ trên đức hạnh mà tu dưỡng để chuyển đổi môi trường, vẫn cứ còn tự tư tự lợi, điều này không còn gì để nói. Có ý niệm tự tư tự lợi, gốc của chúng ta hỏng rồi, gốc rễ chúng ta không còn nữa. Quý vị làm việc thiện có nhiều đến mấy, có làm tốt đến đâu, đều không phải chân thật. Giống như hoa được cắm trong bình vậy, rất đẹp, rất ưa nhìn, đưa cho mọi người ngắm là thứ chết, mấy ngày sau khô héo lụi tàn, nó không có gốc. Gốc chính là đức hạnh. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Cách dạy học của nhà Nho, nhà Phật đều dạy chúng ta phải đặt nền móng vững. Nhưng xã hội ngày nay, giáo dục gia đình không còn nữa, giáo dục nhà trường cũng không còn, cũng không chú ý đến nền móng nữa rồi. Người ta không còn biết đến mối quan hệ giữa người và người nữa. Quý vị nói xem đáng sợ biết chừng nào. Luân lý đạo đức hoàn toàn bị hủy bỏ, thế giới làm sao không loạn chứ? Không những thế giới đại loạn, giống như Cơ Đốc giáo, như trong Kinh Cô Ra nói, ngày tận thế. Ngày tận thế hình thành như thế nào? Người không biết mối quan hệ giữa người và người, người không biết cách làm người, vậy mà được sao? Lời nói thật lòng, rất nhiều người đều thừa nhận con người có tánh súc sanh. Người và cầm thú có gì khác nhau? Con người sở dĩ có thể được gọi là người, chính là người có tiếp nhận sự giáo dục. Cầm thú không ai dạy nó, cho nên sau khi được tiếp nhận sự giáo dục, con người liền khác cầm thú, không giống như cầm thú nữa. Nhất định phải tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Trung Hoa từ xưa đến nay, từ trong lịch sử chúng ta thấy, ít nhất có thể thấy 3.000 năm. Đây là tính sử, có ghi chép rõ ràng. Trong 3.000 năm đều có sự tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền. Dạy cái gì? Dạy hiếu, dạy trung, dạy nhân, dạy nghĩa, dạy cho chúng ta biết được mối quan hệ giữa người với người. Bắt đầu từ chỗ nào? Bắt đầu từ cha con. Thế nào là mối quan hệ cha con? Thế nào là mối quan hệ vợ chồng? Thế nào là mối quan hệ anh em? Thế nào là mối quan hệ vua tôi? Điều này thời nay gọi là mối quan hệ của người lãnh đạo và được lãnh đạo. Thế nào là mối quan hệ bạn bè? Quý vị làm rõ ràng, làm minh bạch, quý vị mới có thể làm tốt các mối quan hệ này. Đây gọi là tận nghĩa vụ, nghĩa.
Trong Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo, chúng ta thường thấy người có nghĩa. Người có nghĩa là gì? Là người biết tận tâm vì nghĩa vụ, người biết đạo nghĩa. Là đạo gì? Năm thứ này là đạo. Ở Trung Hoa gọi là ngũ luân, luân thường đại đạo. Quý vị hiểu được năm đạo này: vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè. Quý vị hiểu được đạo này, quý vị có thể tận nghĩa vụ, người này gọi là người có nghĩa. Quý vị không hiểu rõ đạo lý này, người thời nay thật sự không hiểu. Cho nên xã hội ngày nay chúng ta quan sát kỹ, thật sự là cha không giống cha, con không giống con, vua không giống vua, thần không giống thần, xã hội đại loạn. Tôi nghe có người nói rằng chính khách Lý Quang Diệu ở Singapore rất tha thiết nói rằng ông tiếp nhận sự giáo dục phương Tây. Nếu ông được nhận sự giáo dục của Trung Hoa, ông sẽ làm cho bộ máy quản lý nhà nước Singapore tốt hơn nhiều so với hiện nay. Lời nói này là sự thật, không một chút giả dối. Cho nên đến ngày sinh nhật năm 65 tuổi của ông, ông đến chỗ nào tổ chức sinh nhật đây? Đến miếu Khổng Tử ở Khúc Phụ Sơn Đông tổ chức sinh nhật. Thật bái phục, chúng ta nghe rồi rất cảm động. Đấy thực sự là đã thể hội được sự giáo dục vĩ đại của Thánh Hiền, lợi ích giáo dục của Thánh Hiền. Ở đây Thiên Dương phát tâm phải tư ích nhất thiết thầm lui ác chúng sanh. Lui ác chúng sanh chính là tạo tác ác nghiệp vô trí. Ngài phải đi cứu họ, phải làm lợi ích cho họ. Vậy phải làm bằng cách nào? Danh hiệu của Ngài Nghiêm Trì Khí Trượng, danh hiệu và sự đắc pháp của Ngài đều có mối quan hệ với nhau. Ngày nay tất cả chúng sanh có khổ, có nạn, chúng ta phải tận tâm giúp đỡ, tận tâm tận lực giúp họ. Nhưng việc giúp đỡ thì quá nhiều, quá nhiều. Phải biết thứ tự ưu tiên mà cứu giúp. Đây là học vấn. Cái nào là quan trọng nhất? Việc nào nên làm trước? Không thể đảo lộn thứ lớp. Đảo lộn trước sau, kết quả quý vị nhận được sẽ rất ít. Nhất định phải hiểu cái nào là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là dạy học. Các vị vua thời cổ mà người Trung Hoa thường gọi là cổ thánh tiên dương, nhất định không thể nghe người ngày nay nói thời xưa là thời chuyên chế. Những vị vua này dùng đủ mọi cách để bóc lột mồ hôi nước mắt của nhân dân, ngược đãi nhân dân. Cách nói này là không công bằng. Bản thân chúng ta nhất định phải đọc lại lịch sử, xem những người này rốt cuộc mang tâm gì, họ đã làm những việc gì. Chúng ta phải nhận biết về họ.
Sau khi quý vị đọc rồi, những con người ấy không hề hồ đồ, những người ấy họ rất thông minh. Người làm vua một nước, là một người lãnh đạo, không gì là không lấy việc làm phúc lợi cho nhân dân làm mục tiêu. Nếu họ không tạo phúc cho nhân dân, ngôi vị của họ không thể giữ vững, không lâu sau liền bị kẻ khác thay quyền cướp vị. Cho nên ở trên cương vị ấy phải toàn tâm toàn lực vì nhân dân gây tạo phước lợi. Trong việc gây tạo phước lợi cho nhân dân, cái quan trọng nhất là họ biết được phải làm tốt việc giáo dục. Cho nên thời xưa sách lược của chính phủ, việc quan trọng hơn hết là làm giáo dục. Thứ tự trong bộ phận cơ cấu của chính phủ, dưới tể tướng có 6 bộ. Trong 6 bộ, đứng đầu tiên là bộ lễ. Bộ lễ, nếu dùng ngôn ngữ thời nay mà nói là bộ giáo dục. Nó được xếp hàng đầu. Lễ bộ thượng thư chính là bộ trưởng giáo dục. Trung Hoa thời xưa áp dụng giáo dục song đôi. Từ triều đại nhà Hán đến cuối triều Thanh, khoảng gần 2.000 năm, Phật giáo đã truyền vào Trung Hoa. Phật giáo là giáo dục, do vua đứng ra chịu trách nhiệm. Giáo dục thông thường của quốc gia từ Hán Võ Đế quyết định chính sách giáo dục, dùng học thuyết của Khổng Tử để giáo hóa người dân. Sau khi chính sách này được chế định, mãi cho đến triều đại nhà Thanh không hề thay đổi, ở Trung Hoa đã tiến hành hơn 2.000 năm. Giáo dục nhà Nho chính là Luân Thường Bát Đức. Đây là trung tâm của việc giáo dục. Ngũ luân, ngũ thường. Thường chính là đức hạnh, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Năm chữ này là điều kiện căn bản của việc làm người, gọi là thường đạo. Trong Tả Truyện nói rất hay: con người bỏ luân thường thì yêu ma hưng thịnh. Chữ thường ấy chính là ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Con người nếu năm chữ này đánh mất đi rồi, không nhân, không nghĩa, không lễ, không tính, không trí, xã hội này thành cái gì? Xã hội này chính là yêu ma quỷ quái. Người bỏ luân thường thì yêu ma hưng thịnh. Yêu ma là chỗ nào? Người làm trái với luân thường đạo lý, người này là yêu ma, không phải người. Lời nói này vốn không hà khắc. Vì sao? Người sau khi mất thân này rồi, không còn được thân người nữa, đi về đâu? Nhà Phật nói luân hồi lục đạo, họ đi đến đường ngạ quỷ, địa ngục súc sanh. Cho nên gọi họ là yêu ma quỷ quái. Cái gì là nhân? Một đời quý vị có thể tuân giữ, tuân thủ ngũ thường. Nhân, quý vị thấy chữ này, chữ này là chữ hội ý. Nhân là hai người, nghĩ đến mình cũng nghĩ đến người khác. Đối xử với người như chính mình,
suy bụng ta ra bụng người. Con người phải biết yêu thương người khác, yêu người như yêu chính mình. Đây là ngũ thường, là điều thứ nhất trong thường đạo. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là vì chúng ta phải tận tâm với nghĩa vụ, phải làm việc công. Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn cho chúng ta thấy, Ngài rốt cuộc là người như thế nào? Dùng ngôn ngữ thời nay mà nói, Ngài là người làm công tác giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Ngài tài tình, cả cuộc đời Ngài làm việc giáo dục, không cần báo đáp, hoàn toàn làm tròn nghĩa vụ. Đời sống của Ngài cực kỳ đơn giản, làm gương cho chúng ta thấy. Đây gọi là nghĩa. Toàn tâm toàn lực giúp đỡ xã hội, giúp chúng sanh, quyết không mong cầu đền đáp. Đấy là người đã thực sự giác ngộ, hiểu đạo lý mới chịu làm. Thời nay người ta làm, chưa làm việc đã hỏi giá cả trước rồi. Thành thể thống gì chứ? Lễ, lễ là tiêu chuẩn thấp nhất của mối quan hệ giữa người với người. Nhà Nho nói về thứ lớp của nó là đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ. Lễ là cái cơ bản nhất, trình độ thấp nhất. Ngày nay người ta không hiểu lễ nữa. Sau khi đánh mất lễ đi rồi, xã hội nhất định hỗn loạn. Thứ tư là trí, trí tuệ. Trí tuệ chính là không dùng tình cảm. Ngày nay chúng ta gọi là lý trí. Chúng ta khởi tâm động niệm, đối với người, với vật, phải dùng lý trí, không thể dùng tình cảm. Tình cảm là mê, phải dùng lý trí. Điều cuối cùng là dùng tính. Năm thứ này gọi là thường đạo. Năm chữ này không giảng nói nữa thì xã hội này hết cách cứu chữa. Nhà Nho dạy người là dạy những thứ này. Đây gọi là giáo dục. Đây gọi là cứu từ cái căn bản, đem thú tánh chuyển thành nhân tánh, là phải dùng sự giáo dục này. Người phải khác với cầm thú, không giống như cầm thú. Trong Phật Pháp, trong Ấn Độ giáo nói, người có thể giữ được thân người, chết rồi đời sau vẫn còn có thể được thân người. Đời sau làm người, hoàn cảnh so với đời này nhất định phải sướng hơn, tốt hơn, càng tiến lên trên, thăng tiến hơn. Như vậy mới là người. Đời này quý vị là người, đời sau là người, đời sau nữa muôn kiếp đều là người cả, quý vị mới là cõi người. Đời này là người, đời sau biến thành súc sanh, quý vị không phải là người. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Giáo dục của nhà Nho cũng không phải chỉ dừng ở đây, còn phải không ngừng thăng tiến chính mình. Giáo dục của nhà Nho phải làm cho quý vị thăng tiến lên đến cõi trời.
giáo dục của nhà Phật càng thù thắng hơn. Mong cho quý vị có thể vượt thoát lục đạo, vượt thoát mười pháp giới, đạt đến chân thật cứu cánh viên mãn. Cho nên nói đến dạy học, nội dung rất phong phú. Thật sự nhà Phật là phong phú nhất. Chúng ta rất may mắn, trong đời này có đủ cơ duyên gặp được. Gặp được rồi, nhất định phải tinh tấn nỗ lực học tập. Tinh tấn tu hành. Tu hành phải hiểu ý nghĩa của hai chữ này. Sửa đổi hành vi sai lầm của mình, gọi là tu hành. Trong hành vi bao gồm tư tưởng, kiến giải, đấy là hành vi của tâm lý. Lời nói là hành vi của khẩu, động tác là hành vi của thân. Hành vi vô lượng vô biên, luôn không nằm ngoài ba loại lớn này. Hành vi có sai lầm, nhất định phải biết đem nó sửa đổi trở lại. Tiêu chuẩn của thiện ác, thánh hiền xưa đã nói rất nhiều. Nhưng thỉnh thoảng thấy rất nhiều trong kinh điển, người xưa thật sự rất dụng tâm, đem rất nhiều những lời giáo huấn sao chép lại, gom lại một nơi, cảm ứng thiên chính là cuốn sách như vậy. Đây là một cuốn sách hay, chúng ta không cần tìm kiếm, thu thập trong nhiều bộ sách. Người ta đã chỉnh lý nó rồi, thu thập hoàn chỉnh rồi. Bên trong chú giải càng phong phú, chú giải của cảm ứng biến. Hầu hết sách vở và học thuyết của Trung Hoa thời xưa đều bao gồm trong ấy cả. Quý vị đọc một cuốn thì đã đọc mấy trăm cuốn. Đây là lợi ích người xưa để lại cho con cháu đời sau. Đất nước Trung Hoa tương lai nhất định sẽ hưng vượng trở lại. Tôi rất có lòng tin. Lòng tin của tôi từ đâu mà có? Trung Hoa bao đời liệt tổ liệt tông tích đức. Thời đại ngày nay chúng ta tại sao lại gặp phải tai họa lớn như thế này? Chúng ta ngày nay là do nhất thời hồ đồ, đem sự giáo huấn của tổ tiên đặt ra rất nhiều câu hỏi, hoài nghi, không tin tưởng, không tiếp nhận, đi học những thứ của nước ngoài. Sai lầm là ở chỗ này. Văn hóa phương Tây không thích hợp với Trung Hoa. Chúng ta học theo họ, nhưng học chẳng giống. Cho nên ngày nay gây nên khổ nạn lớn thế này đây. Ngày nào đó được giác ngộ rồi, quay trở lại, tiếp tục đi tìm tổ tiên, chúng ta mới được cứu. Chúng ta phải nhớ rằng ông Lý Quang Diệu đi tìm tổ tiên đấy. Sinh nhật 65 tuổi tổ chức tại miếu Khổng Tử ở Khúc Phụ. Việc làm này, đây là Bồ Tát thị hiện, dạy chúng ta giáo dục của thánh hiền xưa rất quan trọng, chân thật, nhất định phải tìm trở lại. Ông dùng hành vi thể hiện ra cho chúng ta thấy.
Trong kinh Phật chúng ta thường đọc thấy vì người diễn thuyết, biểu diễn cho quý vị thấy. Ông đối với lời giáo huấn của tổ tiên xem trọng như thế. Cách dạy học của Đức Phật ngày nay trong xã hội đều nói nó là mê tín, rất đáng tiếc. Những người nói mê tín đó, hỏi họ từng đọc qua kinh sách Phật giáo chưa, có nghiên cứu không? Không có. Vì sao nói như thế? Mọi người ai cũng đều nói mê tín. Quý vị nói xem có đáng tiếc không chứ? Chúng ta tiếp xúc, chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu, mới thật sự nhận thức về nó, tìm hiểu khẳng định lại, chúng ta mới phát hiện bên trong là cả một đại học vấn. Vượt qua khỏi tất cả đại học vấn của thế gian. Do đó chúng ta tiếp nhận những gì Phật dạy, trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật. Khu vực Singapore này thực sự là có phước. Chúng ta thấy mỗi ngày mở kinh sách ra, ở đây nghiên cứu thảo luận. Lòng tin của quý vị còn rất khó phát khởi. May mà ở đây còn có một người làm gương cho chúng ta thấy. Cư sĩ Hứa Triết làm gương cho chúng ta thấy. Những gì trong kinh chúng ta nói đến, bà đều thực hiện cả, bà đều đã làm được. Cho nên tôi nói, bà là người có phước lớn nhất trong thời đại ngày nay. Người thế gian nói phú quý, chúng ta cũng nói theo thế gian, bà là người giàu nhất thế gian. Giàu ở chỗ nào? Cư sĩ Hứa Triết rất nghèo. Tôi nghe nói tài khoản ngân hàng của bà chỉ có 37.000. Một ngày ăn một bữa, áo mặc lượm từ thùng rác. Giàu chỗ nào? Giàu ở chỗ đời sống của bà không thiếu thốn. Bà sống rất an vui. Đấy chính là giàu. Phần trước trong kinh này chúng ta nói đến tri túc thiên dương, biết đủ là giàu. Nhà quý vị có tài sản tiền tỷ, quý vị không biết đủ, quý vị vẫn nghèo. Biết đủ là giàu. Bà không cần truy cầu, quý vị thấy bà giàu biết chừng nào. Bà quý ở chỗ nào? Bà vốn không có địa vị. Nói đến bà, không một ai không tôn kính, đấy là quý. Mọi người tôn kính bà chính là quý. Đối với thế gian không mong cầu thứ gì cả, tất cả đều mãn nguyện, phú. Bà thật sự là người phú quý của thế gian. Trong tâm bà không nghĩ cho chính mình, khởi tâm động niệm đều nghĩ cho người. Sống trên thế gian này không phải vì chính mình. Quý vị đi hỏi bà, bà sẽ trả lời cho quý vị, bà sống trên thế gian này là vì những người khó khăn khốn khổ mà sống. Cả đời bà chăm sóc cho người bệnh, chăm sóc người già, chăm sóc những người nghèo khổ khó khăn. Mãi cho đến bây giờ, bà không hề nghỉ ngơi. Bình thường quý vị đi tìm không thấy bà, nhất định phải hẹn trước. Vì sao? Bà đi thăm những người nghèo khổ, giúp đỡ họ.
bệnh nhân không ai chăm sóc, bà đi chăm, cho họ ăn, làm vệ sinh cho họ. Ngày ngày đi bên ngoài làm những việc này, không lấy một đồng nào cả, bà hoàn toàn làm việc công. Đây là Bồ Tát. Ngày nay chúng ta đọc, đó chính là việc làm của Đa Văn Thiên Dương. Đây là Bát Phương Thiên Dương. Việc làm của những thiên dương này ngày ngày bà đang làm. Quý vị nghĩ xem, bà làm sao không được thiên thần bảo hộ chứ? Cho nên bà không âu lo, không phiền muộn, không một chút vấn dương, không có một thứ gì cả. Bà thường nói: ông trời phù hộ cho tôi. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, những vị thiên dương này đương nhiên ai cũng bảo hộ cho bà. Vì sao? Cùng với những việc làm của thiên dương hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, trong kinh những gì thiên dương làm, những lý luận, phương pháp, cảnh giới, cư sĩ Hứa Triết đều đã áp dụng. Điều này tôi cũng thường nói, Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, Đại Nhân Đại Ái, làm sao để áp dụng? Đệ tử Phật chúng ta phải làm, chúng ta phải đem nó áp dụng. Chúng ta không áp dụng, lời nói này là trống rỗng. Đã quy Tam Bảo rồi, chính là đại diện cho Phật Bồ Tát. Đại diện cho Phật Bồ Tát thì phải áp dụng tinh thần từ bi của Phật Bồ Tát. Cũng một lời nói này, tôi khuyến khích chính tôn giáo lớn ở Singapore chúng ta. Quý vị là giáo đồ Thiên Chúa giáo, Chúa yêu thương loài người, lời nói này trống rỗng. Chúa ở chỗ nào? Yêu người thế gian như thế nào? Nhất định là tín đồ Thiên Chúa giáo của quý vị. Phải đem tình yêu thương của Chúa làm cho mọi người thấy. Quý vị mới là tín đồ của Thiên Chúa. Nhất định phải áp dụng. Thượng Đế yêu thương loài người, Chúa yêu thương loài người. Bản thân chúng ta không tinh tấn nỗ lực làm, câu nói này là trống rỗng. Cho nên người ta nói tôn giáo là mê tín. Nó không hề mê tín. Ngày trước những tín đồ của các tôn giáo, những nhà truyền giáo đều có thể làm được. Ngày nay thật không may, xã hội loạn lạc. Lúc nãy nói đến giáo dục, đến ngay cả cái căn bản nhổ bỏ đi rồi, không còn gốc rễ nữa. Do đó có một số người lợi dụng tôn giáo kiếm tiền, lấy danh nghĩa của tôn giáo lừa gạt chúng sanh. Đấy là phá hoại tôn giáo, đấy là đắc tội với thần minh. Quả báo không thể tưởng tượng. Phật giáo Trung Quốc có một câu châm ngôn rằng: trước cửa địa ngục tăng chúng đông. Đấy chính là chỉ cho hạng người này. Không phải thực sự muốn học Phật, mà chỉ lấy danh nghĩa của Phật giáo, đạo giáo để được danh văn lợi dưỡng. Làm trái ngược giáo nghĩa, làm sằng làm bậy, lừa gạt tín chúng, cho nên họ mới đọa địa ngục. Rất nhiều các tôn giáo lịch sử đều rất lâu đời,
Ấn Độ giáo truyền tới ngày nay, trên thế giới mọi người đều công nhận 8.500 năm. Đạo Do Thái truyền đã hơn 4.000 năm, đều sớm hơn so với Phật giáo. Đạo thờ thần lửa cũng trước Phật giáo hơn 3.000 năm. Truyền đến ngày nay, chúng ta bình tĩnh quan sát, còn lưu lại một số nghi thức, một số hình thức. Kinh điển có một số người tụng niệm, niệm cũng không phải là nghiên cứu ý nghĩa của nó. Càng không thể phụng hành. Quý vị thử nghĩ xem, thật sự có thể nương vào tông chỉ Thượng Đế yêu thương thế gian này, giữa người với người nhất định tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, làm sao có chuyện chiến tranh chứ? Chiến tranh tôn giáo, chiến tranh chủng tộc đều có thể tránh khỏi. Tai họa do con người tạo ra có thể tránh. Tiến thêm một bước nữa, tai họa thiên nhiên có thể tiêu trừ. Đấy chính là y báo theo chánh báo chuyển. Tai họa thiên nhiên có thể tiêu trừ. Từ đó cho thấy giáo dục quan trọng đến thế nào. Nhưng ngày nay giáo dục gia đình không còn nữa. Làm cha mẹ không biết cách nào để giáo dục con cái. Quý vị chỉ nuôi nó, không dạy nó, nó trưởng thành rồi không nghe lời cha mẹ. Đây là chuyện bình thường, không có gì làm kỳ lạ cả. Trong tôn giáo, thầy không dạy tốt cho đệ tử, đệ tử không nghe lời thầy cũng là chuyện thường. Quý vị không dạy mà. Cùng một đạo lý này, người dân không nghe lời lãnh đạo của chính phủ, người lãnh đạo chính phủ không giáo dục tốt cho họ. Trong các ngành nghề công ty, nhân viên không nghe lời ông chủ không dạy họ mà. Như thế quý vị mới biết được giáo dục là căn bản, giáo dục là phương pháp đầu tiên, làm sao có thể sơ suất được chứ? Đại sư Thanh Lương trong phần chú giải có câu nói rằng: ác nghiệp chướng trọng. Đây là lời nói chân thật. Nghiệp, nghiệp là kết quả của tạo tác, gọi là nghiệp. Khi quý vị đang tạo tác gọi là sự. Quý vị đang làm việc gì? Kết quả của sự việc, đó là nghiệp. Quý vị làm việc này là thiện hay ác? Nhà Phật nói tiêu chuẩn của thiện ác đối với quần chúng xã hội có lợi ích, đây gọi là thiện. Đối với bản thân có lợi ích, đây gọi là ác. Lời nói này rất nhiều người không hiểu. Vì sao có lợi cho chính mình là ác chứ? Người thế gian không thể lý giải, cũng không cách nào tiếp nhận. Vì phạm vi họ thấy rất hạn hẹp. Về mặt thời gian mà nói,
Họ chỉ thấy được một đời, họ không thấy đời sau. Về mặt không gian mà nói, họ chỉ nhìn thấy một mặt của đời sống, không cách nào hơn được nữa. Trong Phật Pháp nói cho chúng ta, thời gian là không cùng tận. Điều này đối với người bình thường thì hơi lạ. Không gian là tận hư không biến pháp giới. Trong Kinh Đại Thừa nói, tâm của Phật Bồ Tát, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, đó là chân tâm, đó là bản tánh của chúng ta. Tâm lượng hiện nay của chúng ta trở nên nhỏ bé như thế, trở nên đáng thương như thế. Đây là một điều quá sai lầm. Tiếp nhận sự giáo dục của Đức Phật, trước tiên phải mở rộng tâm lượng ra, phải có thể bao dung khắp pháp giới, phải bao dung tất cả chúng sanh. Điều này rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Ác là chỉ cái gì? Thông thường nói thập ác, những thứ do thân chúng ta tạo tác: sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Đây là do thân tạo. Những thứ do khẩu nghiệp tạo tác: vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ. Trong tâm luôn chất chứa tham sân si mạn. Chúng ta thử nghĩ những lời nói này của Phật, sau đó quan sát kỹ xã hội này, thấy phần đông họ khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, mới hiểu được rằng ác nghiệp nặng nề. Đây là nhất thiết thậm ly ác chúng sanh mà trong kinh nói. Vì sao họ tạo những ác nghiệp này? Chúng ta mới biết rằng không có người dạy họ. Bên trong có tập khí phiền não, bên ngoài có ngũ dục lục trần, danh lợi mê hoặc. Họ làm sao có thể chống đỡ nổi sự mê hoặc này? Cho nên mới tạo ác nghiệp, mới chiêu cảm lấy rất nhiều các thiên tai nhân quả ở thế gian. Chúng ta thấy tai họa của thế gian tần số mỗi năm một tăng, tai họa mỗi năm một tăng, không phải là hiện tượng tốt. Việc này nếu không thể nhanh chóng cải thiện, vậy thì thực sự là hiện tượng ngày tận thế như trong tôn giáo nói đến. Thật sự sẽ có kết cục này. Phát tâm, cái đầu tiên phải buông xả là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm không nên nghĩ cho chính mình, phải vì những chúng sanh khổ nạn mà nghĩ. Điều này trong kinh nói chúng sanh xấu ác, phải thường vì họ nghĩ. Hiện nay đang chịu khổ nạn rất đáng để thương xót, hiện nay đang thọ hưởng thú vui của ngũ dục lục trần, mà mê hoặc điên đảo càng đáng thương hơn. Làm sao để giúp họ giác ngộ đây? Làm thế nào để giúp họ quay đầu? Đây là công việc của chúng ta.
Đây là bổn phận sự nghiệp của chúng ta. Bắt đầu từ chính bản thân mình, làm gương cho mọi người thấy. Giải và hành phải tương ứng. Ta biết được bao nhiêu, ta nhất định phải làm bấy nhiêu. Phải đoạn diệt tham sân si, tinh tấn tu tập giới định tuệ. Đây mới thực sự lợi ích cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Những chúng sanh đau khổ này, ngày nay chúng ta đều thấy, đều có thể lãnh hội, nhưng không đủ sâu sắc. Chỉ nhìn được bên ngoài, không quan sát thâm sâu hơn. Quan sát một cách sâu sắc, việc làm thiện của chúng ta, thiện lực rất có giới hạn. Hành thiện từ đâu mà thấy được? Sự nghiệp từ thiện xã hội. Trên toàn thế giới, rất nhiều người đang làm. Chính phủ các nơi đều rất hoan nghênh. Những công việc từ thiện này, giống như trong kinh nói, họ không có thiện lực. Vì sao không có thiện lực? Vì họ không có thiện căn. Căn là ở đâu? Căn ở chỗ trí tuệ. Nhất định phải chuyển mê thành ngộ, thiện đó mới có căn. Căn mới có thể sanh khởi sức mạnh, vĩnh viễn không lung lay. Toàn tâm toàn lực tinh tấn làm, làm hết sức mình, đó mới có căn, có lực. Thật sự có căn có lực, mọi thứ hưởng thụ danh lợi đều cho người khác. Bản thân chúng ta phải rút lui. Chúng ta rất hoan hỷ, sống một đời sống thấp kém nhất, rất hoan hỷ. Đây cũng là làm tấm gương cho quần chúng xã hội thấy. Xã hội ngày nay, bất luận là trong nước ngoài nước, bất luận đến chỗ nào chăng nữa, cái mọi người thấy, mọi người nghe thấy đều là cạnh tranh. Đây không phải là chữ hay. Cạnh tranh đằng sau nó là đánh nhau. Đánh nhau thì nhất định anh chết tôi sống. Hai chữ này trong giáo dục của Thánh Hiền xưa không có. Nhà Nho không nói đến cạnh tranh. Trong Phật Pháp càng không có. Thánh Hiền xưa dạy chúng ta nhường nhịn. Có nhường nhịn thì xã hội hòa bình, thiên hạ thái bình. Chúng ta phải đem sự nhường nhịn này khắc sâu vào trong tâm, nhất định không cạnh tranh. Phật Thích Ca Mâu Ni nói lời chân thật, Ngài có thể sống một đời sống rất giàu có. Ngài xuất thân là hoàng tử. Người xưa có câu: quý vi thiên tử, phú hữu tứ hải. Ngài từ bỏ phú quý vinh hoa, sống đời khất bát. Đấy là dạy chúng ta.
Tông chỉ dạy học của Phật là lìa khổ được vui. Sự hưởng thụ phú quý, ngũ dục lục trần, đó là khổ. Mỗi ngày đi thất bát, dân du giáo hóa chúng sanh là vui. Ngài lìa khổ được vui. Đạo lý này rất thâm sâu, ý vị sâu rộng. Quý vị nếu không quan sát kỹ, lãnh hội một cách tỉ mỉ, quý vị làm sao có thể hiểu được chứ? Người đại phú đại quý, người có địa vị cao, người có nhiều tiền của, rất đáng thương. Một mình không dám bước ra khỏi nhà, phải mang theo bao nhiêu người bảo vệ. Quý vị nói xem, vậy không phải khổ sao? Ở Đài Loan, tôi có một vài vị hộ pháp làm ăn rất thành đạt. Người trong nhà đều phải mời cảnh sát làm bảo vệ. Tôi đến thăm nhà họ, họ mời tôi đến nhà tham quan uống trà. Bên ngoài bảo vệ nghiêm ngặt, là nhân viên bảo vệ do ông đặc biệt mời. Tôi thấy rất đông người, rất vất vả. Mọi lúc đều sợ người ta đến nhà cướp của, giết họ. Làm sao sung sướng như cư sĩ Hứa Triết được chứ? Đi đến đâu cũng chẳng lo có người đến làm phiền. Cướp đoạt, kẻ ăn trộm tuyệt đối không chú ý tới bà. Bà không sở hữu một thứ gì. Đó mới là thực sự tự tại. Đại tự tại là chân lạc. Cái gì gọi là khổ, cái gì gọi là vui? Ngày nay con người thật đáng thương, đến hai chữ này cũng không biết. Lấy khổ làm vui, lấy vui làm khổ, đảo lộn hết rồi. Trong kinh Phật thường nói điên đảo rối loạn. Lợi hại khổ vui đều không biết. Đây là thậm ly ác chúng sanh. Đại sư Thanh Lương trong phần chú giải lại có nói đến nhất xiển đề. Đây gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề chính là không có thiện căn, không có trí tuệ. Tuy trên thế gian có được phú quý, có được địa vị, nhưng họ không có thiện căn, không có trí tuệ. Sau khi chết đọa xuống ác đạo, họ không thăng tiến lên trên. Nhất định phải hiểu rằng con người sống trên thế gian này rất ngắn ngủi. Lời Phật nói với chúng ta là sự thật, thế gian vô thường. Quốc độ nguy thủy. Lời nói này là sự thật, biển xanh biến thành nương dâu. Tuổi đời lớn hơn một tí, quý vị lãnh hội sẽ càng sâu sắc hơn. Ở khu vực này 30 năm, 50 năm không đi ra ngoài, thử đi xem tất cả mọi thứ đều thay đổi. Không những đường xá thay đổi, kiến trúc cũng thay đổi. Đó là thay đổi nhỏ. Thay đổi lớn hơn, núi không còn nữa, hồ không còn nữa. Tôi nói với quý vị đồng tu, tôi từ rất nhỏ đã rời xa quê hương, trải qua 50 năm mới có cơ hội trở về thăm quê nhà. Hồ không còn nữa. Trước nhà tôi, cách khoảng chừng một cây số, có một cái hồ rất lớn. Hồi trước còn có cả trong bản đồ. Bây giờ hồ kia không còn nữa, hồ đã cạn. Bây giờ rất nhiều người ở đó trồng trọt.
biển xanh biến thành nương dâu, thay đổi quá lớn. Cho nên trong tất cả mọi sự biến hóa ấy, người có trí tuệ nắm bắt được cái bất biến. Quý vị có thể ở trong cái biến hóa mà giữ được cái bất biến, quý vị đã thành công. Cái gì bất biến? Chân tâm bất biến, vọng tâm biến. Chân lý bất biến, trí tuệ chân thật luôn luôn bất biến. Cái chúng ta cầu là bất biến. Phàm cái gì biến đều phải buông xả. Buông xả là không để nó trong lòng. Nỗ lực đoạn ác tu thiện. Con người phải bồi dưỡng thiện tâm. Đấy là đạo lý của đất trời. Tất cả thánh hiền thế xuất thế gian dạy chúng ta như thế, giúp chúng ta, lợi ích cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu như thế. Phương pháp chuyển như thế nào? Trước mắt chúng ta đây là bài học quan trọng nhất. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật nói Bồ Tát rất thông minh, có một phương pháp có thể dạy chúng ta vĩnh viễn không đọa ác đạo. Phương pháp gì? Vậy chúng ta trong đời sống thường ngày luôn nhìn điều tốt của người. Nhất định không nhìn điều xấu của người. Trong từng niệm đều là thiện tâm. Nhất định không cho phép tâm bất thiện xen tạp vào bên trong. Từ chỗ này dưỡng thành thói quen. Từ đó tâm của chúng ta thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện. Con người chỉ cần có ba thứ thiện này, ba loại thiện này có thể duy trì, quý vị vĩnh viễn không đọa ác đạo. Không những không đọa ác đạo, quý vị vĩnh viễn được thăng tiến. Quý vị sẽ sanh thiên, quý vị sẽ thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, cuối cùng là chứng đến Phật quả. Đều là thiện nghiệp. Tại sao phải đem những thứ không tốt của người để trong lòng mình chứ? Đây là ngu si hết sức. Tâm thanh tịnh của mình chứa đựng những thứ rác rưởi của người khác. Quý vị nói xem, chẳng phải oan uổng sao? Quý vị không ngu si, ai ngu si đây chứ? Người thông minh nhất định không làm việc này. Trên thế gian này, người ác đến mấy, họ cũng có điểm tốt. Chúng ta ghi nhớ điều thiện của họ, chỉ thấy điều thiện của họ, quyết không để ý đến việc họ tạo ác. Tất cả Bồ Tát tu hành thành Phật, bí quyết chính là đây. Phật nói cho chúng ta, chúng ta nghĩ thấy rất có lý. Tâm này của chúng ta giống như cái bình vậy, nên chứa đựng điều tốt. Chứa điều thiện của tất cả chúng sanh, tự nhiên chúng ta sẽ biết yêu thương tất cả chúng sanh, giống như Phật Bồ Tát yêu thương tất cả. Chứa điều ác của chúng sanh, hiệu quả trái ngược, quý vị nhất định sẽ ghét bỏ chúng sanh, oán hận chúng sanh, quý vị sẽ tạo ác nghiệp.
Phương pháp dạy học này của Phật rất hay. Pháp dạy học thù thắng vô cùng. Chúng ta phải nhớ kỹ, phải nên học tập. Đoạn sau đại sư có hai câu, đấy là người ác bán phương đẳng kinh giả. Vì sao họ hủy bán Phật pháp? Vì chưa tiếp xúc với Phật pháp, chưa hiểu rõ. Thời tôi còn trẻ cũng hủy bán pháp. Nghe người ta nói Phật giáo là mê tín, chúng ta phải loại bỏ mê tín. Chúng tôi cũng theo họ đi loại bỏ mê tín, đập phá tượng Phật. Những việc này tôi đều làm qua trong thời kỳ kháng chiến. Đem tượng Phật Bồ Tát làm đồ chơi. Thời ấy trẻ em không có đồ chơi, trường học là ở trong chùa. Trong chùa thầy giáo cũng không quản đến. Tượng Phật lớn chúng tôi không dời nổi, tượng nhỏ đem xuống làm đồ chơi. Chơi xong rồi dứt bỏ. Tạo những tội chướng này do không biết. Về sau thầy giáo giới thiệu cho chúng tôi, chúng tôi mới hiểu, mới biết được rốt cuộc là như thế nào. Tâm cung kính mới sanh khởi. Phá hoại tượng Phật, tội này rất nặng. Nhưng chúng tôi còn nhỏ không biết. Không biết không có tội mà. Phật Bồ Tát cũng không trách quý vị. Quý vị không biết mà. Cho nên rất nhiều người quỷ bán Phật pháp là vì không biết. Chúng ta phải tha thứ cho họ, không để trong lòng. Lời nói quỷ bán không cần phải hồi đáp, văn từ quỷ bán cũng không cần để ý đến. Chỉ cần họ có sức thì cứ mặc họ nói. Họ nói mệt rồi thì họ không nói nữa. Nếu khi có người đối đáp với họ, càng nói họ càng hứng thú. Chỉ một mình họ nói, phía sau không ai hồi đáp. Nói đến cùng không còn hứng thú nữa thì thôi vậy. Họ sẽ không nói nữa. Không cần phải đối đáp, khiến họ tự nhiên giác ngộ, tự mình lãnh hội. Đây mới là thật sự giúp họ quay đầu là bờ. Nếu họ có hứng thú học tập, nếu có hứng thú muốn hiểu thêm một chút, đó chính như ở đây nói, minh thị diệu lý. Quý vị có thể đem Phật pháp nói cho họ, cho họ hiểu, khiến cho họ thông suốt, khiến cho họ hiểu rõ hơn. Đấy là thật sự giúp họ, thật sự lợi ích cho họ. Cho nên đệ tử Phật phải giống như Phật Bồ Tát vậy, phải thường có tâm nguyện này, giúp đỡ tất cả chúng sanh, lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhất định không vì chính mình. Đấy là Tứ Đại Thiên Vương trong nhà Phật nói. Đoạn lớn thứ tư này là Tứ Đại Thiên Vương. Đây là nói đến Bắc Phương Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương hộ trì Phật pháp như thế nào? Hộ trì chúng sanh như thế nào? Chúng ta ở đây đều đã thấy rõ. Chúng ta muốn có được lợi ích hộ trì thật sự, nhất định tâm hành của bản thân mình phải phối hợp với hai ngài.
Ngài dạy chúng ta thế nào, chúng ta phải làm như thế ấy. Đấy gọi là phối hợp. Ngài dạy bảo, chúng ta không chịu làm theo, vẫn còn thuận theo phiền não tập khí của chính mình, vẫn cứ tạo tất cả các nghiệp ác. Vậy thì không phối hợp, không phối hợp với lời dạy của Ngài, chúng ta không đạt được lợi ích. Chúng ta có thể phối hợp, buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Chúng ta nhất định đạt được công đức lợi ích như những gì trong kinh nói. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.